Hello, chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 2 sách Macmillan. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 9 nha. Bài số 9 chúng ta tiếp tục học cái âm O, U. O với U mà đi với nhau. Hôm trước các bạn nhớ trong cái bài số 7 chúng ta cũng có cái chữ O, U đi với nhau, đúng không? Đây, bài số 7 là O, A. O, A đọc là O. Oh. Còn sang bài này thì đọc là Oh. 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 ow. Oh. Ow. Rồi nhớ nha, bài số 7 là Oh. o o a, còn bài số 9 là o u thì đọc là Oh. ow. Ow. Oh. Ow. Oh. Nha. Bài số 8 là hai chữ o thì đọc là u. Rồi bài số 7 là o a thì đọc là O. Bài số 8 hai chữ O đọc là U. Bài số 9 một chữ O một chữ U thì đọc là ảo. Rồi chúng ta nhìn vào bài, chúng ta nhớ trong cái bài này chúng ta có bốn từ cần phải học nha, bốn từ mới cần phải học. Thứ nhất đó là ngôi nhà. Ngôi nhà của các bạn ở ngôi nhà này rất là đẹp đúng không? Beautiful, ngôi nhà này rất là đẹp. Ngôi nhà đọc là gì nhỉ? House. House. Các bạn nhớ nhẹ đằng sau nhé. House. House. Đọc lại nào. House. 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 Rồi, tiếp theo các bạn có nhìn thấy con chuột nhỏ nhỏ ở đây không? Con chuột bên bờ sông này. Con chuột các bạn nhớ tiếng Anh đọc là Mouse. 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 Rồi, và đọc lại ngôi nhà. House. House. Con chuột. Mouse. Mouse. Rồi, các bạn nhìn thấy đây là cái áo sơ mi nữ. Áo sơ mi nữ. Hay là chúng ta gọi là áo cánh. Áo sơ mi nữ nha. Đọc là Blouse. 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 Rồi quần tây đọc là gì? Trousers. 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 Ok. Rồi các bạn cùng đọc lại. Oh. Ow. House. House. Mouse. Mouse. Blouse. Blouse. Trousers. 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 Ở trong ba từ này thì cái từ mà khó nhất đó là khó nhớ nhất là cái quần tây. Trousers. 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 Áo là gì? Blouse. 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 Con chuột. Mouse. 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 Ngôi nhà. House. House. Rồi chúng ta đọc lại. Oh. Trousers. Blouse. Mouse. House. Rồi, vậy trong bài này chúng ta học bốn từ đó là ngôi nhà, house, con chuột này, mouse, cái áo, blouse, và quần tây, trouser. Chúng ta sẽ gặp nhau trong bài số 10.